Dạ em Dương Bổ Kết xin chào tất cả các bác nhé. Thời gian vừa rồi thì em Dương có nhận được những cái bình luận của các cô bác anh chị về cái cây Bổ Kết thực sinh, là mọi người đang muốn là lấy những cái cây Bổ Kết thực sinh về để mình một thứ nhất là mình tự ươm tự trồng để làm hàng rào, hoặc là các bác có nhu cầu lấy về để tự tự ghép. Đấy, thì đối với cây Bổ Kết thực sinh mà các bác ở xa quá ấy, thì trước ấy, vào cái thời gian khoảng đầu năm thì em Dương hay khuyên các bác là lấy hạt về gieo, về tự gieo. Đấy, nhưng mà đối với cái thời điểm bây giờ thì nó là thời điểm cuối năm rồi, chuẩn bị sang một cái vụ Bổ Kết mới rồi, thì cái hạt Bổ Kết bây giờ nó khô, nó không tỷ lệ lẩy mầm, nó rất là kém. Nên là như bên nhà em thì cũng có cái kinh nghiệm về cái gieo cái cây Bổ Kết. Đấy, thì hiện tại bây giờ em đã gieo thành những cái cây như này. Đây là một trong những cái cây Bổ Kết thực sinh. Đấy, em sẽ gieo thành những cái cây mạ như này nhau nhá. Thì đối với những cây mạ này em bán rất là rẻ. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về lấy cây mạ này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại ở trên góc màn hình. Cây mạ này về thường thì nó sẽ cao từ 8 đến 10 phân như cây em đang cầm cho các bác đây. Về các bác nếu mà các bác làm bầu để sau này các bác ghép thì các bác chỉ việc cấy cái cây mạ này vào bầu là xong. Cái tỷ lệ sống gần như là 100% nhau nhá. Cây mạ này nó rất là khỏe. Mà em gieo nó lên tầm 8 đến 10 phân như này, cái bộ rễ của nó rất là chắc rồi. Về các bác chỉ cần chọc lỗ cắm vào bầu là xong. Hoặc là cô bác anh chị nào mà mình ở khu vực xa, ví dụ như là ở khu vực miền trong, nhà em Dương là ở xã Nan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, mà các bác ở tận trong miền Nam mà các bác lấy cây thực sinh, những cái cây thực sinh to như này thì cái tiền cước vận chuyển nó mất rất chi là nhiều. Một cây này ở trên nhà vườn, cây thực sinh to cao tầm độ khoảng 70-80 cm như này em chỉ bán vài ngàn đồng một cây thôi, nhưng mà để vận chuyển vào trong tới nơi cho các anh chị thì là cái tiền cước nó lại còn mất, thậm chí mất ngang bằng với tiền cây. Cho nên là em lấy ra cái ý định là làm mạ như này để em bán cho các bác. Thì hiện tại trên nhà vườn thì cũng có cái số lượng cây mạ rất chi là nhiều nhé. Cây mạ thì em sẽ lọc lựa ra, ở đây là những cái cây nó cao được tầm độ khoảng 8 đến 10 phân. Em đã gieo những cái luống mạ một kết đây, em sẽ lọc những cái cây nó cao tầm 8 đến 10 phân để gửi đi cho các bác. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về cây mạ Bổ Kết này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương nha các bác nhé. Một là cây này thì về các bác khuyên các bác là đối với cây mạ này thì về mình nên cắm vào bầu, mình nên cắm vào những cái bầu như này, mình chăm. Nếu mà các bác xác định để trồng để làm hàng rào ấy, thì các bác cũng nên cắm vào bầu để các bác chăm. Sau bao giờ cây nó cao tầm 6-70 cm thì mình sẽ bỏ ra để mình tiếp tục là mình trồng nhau nhé. Hoặc là cô bác anh chị nào mà mình ghép được ấy, thì sau này cây nó to lên thì các bác ghép. Nhà em trên nhà vườn thì cũng thế thôi. Vườn thực sinh thì nhà em cũng cấy từ những cái cây mạ vào bầu. Sau đó là khi cây nó lớn lên, nó to và đủ điều kiện để ghép thì em sẽ ghép. Đây lại tiếp tục lại là cái lúa nữa này, gieo mạ đây. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về mạ Bổ Kết thì các bác cũng phải liên hệ với em Dương nhé. Đây là cái cách làm em lấy ra cái ý định làm mạ để gửi đi cho anh chị. Thì cái thứ nhất là cái nó rất rẻ, cái mạ này nó rất rẻ, và cái thứ hai nữa là gửi đi vận chuyển cho các bác thì nó cũng nhẹ nhàng, cái tiền cước nó cũng nhẹ nhàng, tối ưu được cái tiền tiền vận chuyển là một, và cái tiền mua cây cho bác là hai. Nhiều khi các bác mua cái hạt về các bác gieo mà các bác không biết gieo nó không đúng kỹ thuật thì nó không lên, cho nên là rất chi là khó. Nếu mà cái hạt tươi thì nó lên dễ, nhưng mà cái hạt nó đã khô quá rồi thì là nó lên rất là chậm, mà thậm chí là nếu các bác làm không tốt thì nó còn không lên cơ. Cho nên là nhà em bán luôn cái cây mạ này để cho các bác tối ưu được, các bác về các bác chỉ phải trồng thôi nhau nhá. Em cũng đã gửi thử những cái đơn cây mạ đi vào trong Lâm Đồng hoặc là đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái cây mạ nó rất khỏe. Em sẽ nhổ lên như này, nhổ từ cát lên như này, bộ rễ của nó gần như là còn nguyên. Sau đó là gửi đi cho các bác thì em lại đắp cát vào để gửi đi cho các bác. Nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Các bác nhận cây, kiểm tra cây, trả tiền bưu đá, nên không phải cọc tiền. Đối với cây mạ này các bác không cần phải cọc tiền nhau nhé. Với số lượng nhà em đi làm từ trước đến giờ thì đi đơn, thì đối với những cái đơn hàng dưới 10 triệu thì em cũng không lấy tiền cọc của các bác. Cô bác anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình nhau nhé. Em Dương xin phép được kết thúc video tại đây. Xin được gửi lời chào tới tất cả các bác và hẹn gặp lại mọi người trong những video của ngày mai.